Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình. Mình là Hiếu Phương Anh, thì tiếp tục hôm nay cũng chơi tiếp cái con game Big Boss thôi mọi người. Với cái số vốn là 1.9 nha. Thì hôm nay mình cũng test cái con Super trái cây. Xem thử hôm nay mình có về bờ với cái con slot này không nha. Và trước khi vào chơi thì anh em hãy ủng hộ giúp mình bằng cách đó là một like và một subscribe nha anh em. Còn anh em nào mà muốn trúng random đồ các kiểu thì cùng bình luận dưới video nha. Ok, mới vào hấp được Big Win mà mọi người. Thì vốn có 1.9 thì mình quay với mức cược là 90k thôi nha mọi người. Thì tí nữa mình cũng có đăng video và cái kết thì mình sẽ bỏ ở bên ngẫu nhiên cái video thôi mọi người. Cái kết đó là cái kết ngẫu nhiên á, chứ mình cũng chả biết bỏ chỗ nào nên là mình sẽ bỏ ngẫu nhiên cho anh em đi tìm chơi cho vui nhá. Ok là anh em ơi, không biết hôm nay thì mình quay với số vốn nhỏ nhỏ này có về bờ không nữa. Nói chung là mình chơi thì cũng hên xui thôi, mình vào mình test nhân phẩm thôi anh em à. Thì mình cũng test cái con Super trái cây luôn cho anh em xem. Hồi nãy thì mình cũng có chơi cái con độc bảo và cái kết vốn có 100k thì cũng lên được 200 mấy, có lời có lãi rồi. Nói chung là mình chơi thì cố gắng kiếm ăn non đồ các kiểu hay là ít 2 vốn thôi nha, chứ mình cũng không có gọi là tham gì đâu mọi người. Tham thì bị thăm thôi. Nói chung là cũng nhờ game nó độn tí kiếm tí lời thôi, còn game mà nó bịp lồ thì nó sẽ hút thôi anh em à. Nói chung game nào nó cũng vậy thôi anh em, nó nhẹ thì nó nhẹ tí tí thôi, chứ mà nó hút thì bao hút luôn. Nhưng mà anh em chơi anh em đừng có nghiện là được, nghiện là dở rồi. Mình chơi có thua 1.9 này thì mình cũng nghỉ nha anh em, còn có lúc thì mình sẽ cố gắng mình gỡ lại thôi. Ok nè, quẻ này Big Win 1.950k. Nếu mà nói mình chơi giải trí thì cái này là đúng chắc là giải trí luôn anh em. Thì mình quay với số vốn là 1.000 mấy thôi, với lại cái bên độc bảo thì mình quay với có 100k thôi, thì đó đúng là giải trí với mình đó. Còn anh em thì mình không biết, nếu mà anh em thấy không có vốn không có nhiều á, anh em cứ cũng chơi giải trí 20-30k thôi, 50k gì cũng được thôi, quay độc bảo hay là quay gì đó cho nó vui vui thôi mọi người. Còn nếu mà anh em nào mà không có thì nữa thì anh em cứ tải game của mình nha, dưới link mình đều có hỗ trợ coder cho anh em trải nghiệm hết. Khi anh em đăng ký thì anh em liên kết số điện thoại thì nó có 7-8k gì đó hay sao á, và anh em nhận coder nữa là gần 30k để anh em trải nghiệm rồi. Còn nếu mà anh em nào mà muốn trải nghiệm tốt hơn nữa thì anh em cứ vào 100 cành, nó trong game nó có khuyến mãi thêm 58 cành nữa. Ôi rồi ôi, gần 200k đó anh em. Nếu mà gần 200k anh em cố gắng giải chi nha anh em. Nếu mà giải chi đồ các kiểu thì cũng có 1m6 thôi. Thì nói chung là game này nó không quậy anh em, nó có khuyến mãi thì nó sẽ có cái vòng cược nha, nên là anh em chơi cẩn thận và ok là kiếm tí lời tí lãi thôi. Rồi, ui, 5 trái xoài luôn kìa, x250 luôn anh em. Ôi trời ơi, ngon thế. Cái này là đúng chất game luôn anh em à. Hảo game luôn á. Mấy bữa quay 180k, quay 450k thì méo có thấy nổ 5 xoài đâu ra nha. Mà mình quay với mức cược 90k anh em thấy không, nổ liền luôn. Với lại mình chơi đột bảo anh em cũng đã thấy rồi đó, mình quay với mức cược có một vốn của mình này có 100 thôi, mà mình quay với mức cược là có mấy k thôi, thì nó cũng có về bờ khá là nhiều luôn anh em. Nếu mà nói với số vốn nhỏ nhỏ ấy, thì quấy cái đó thì về bờ khá là ngon luôn. Anh em nghĩ 100k ăn lên 100 mấy thì anh em có ok không? Rồi 50k mà anh em lên 100 mấy thì thấy nó ok không? Nên là mình mới nói anh em á, anh em đừng có nghĩ là 200-300k của anh em mà ăn lên 600-700 cả mét thì cũng có khả năng lên, nhưng mà nó chỉ là ảo tưởng thôi anh em. Anh em ăn lên xong rồi cái vài ngày sau anh em lại ảo tưởng á, là anh em sẽ bay lần lần nó lửa như cá lồng tông vậy đó anh em à. Nên anh em cứ chơi á, có lời có lãi á thì ăn non thôi. Anh em đừng có tham, nếu mà anh em có lòng tham đó thì nó biết cái tính của anh em có lòng tham, thì lúc đó nó cho anh em ăn cũng có đó, nhưng mà ăn xong rồi vài bữa anh em cũng trả lại nó thôi. Mình thì cũng chơi nhiều rồi, mình cũng bị nhiều rồi, nên mình mới có gọi là có một chút kinh nghiệm về cái đó anh em à, không phải là kinh nghiệm gì hết, nhưng mà cái kinh nghiệm lòng tham á. Mình thì cũng có mấy fan nó gọi là bào cô đơ, nói chung là nó ăn cũng khá là nhiều anh em à, nhưng mà nó cũng thua hết trơn lại thôi. Anh em nào mà thích giao lưu đồ các kiểu thì cũng vào nhóm giao lưu với anh em trong fan nhóm đồ các kiểu nha, săn lọc lọc lá rồi, nói chung mình cũng có hết nha anh em. Nói chung là anh em trong fan á, mình mà ăn được một tí của game á thì tốt nhất là anh em mua cái gì đó đi,
hay là anh em gửi ai đó đi cất đi, đừng có gọi là bỏ vào trong người trong tài khoản á mọi người. Thì thường thường anh em thua thì anh em nóng máu đường nào cũng chả nộp vào. Có mạnh thì nó ăn cũng khá là nhiều và nó cũng có gửi mình được 1m 2m, nhưng mà nó cũng rút lần hết rồi mọi người. Nói chung tiền của nó mình giữ thì giữ thôi, chứ nó bảo đưa thì mình sẽ phải đưa thôi, mình cũng muốn tốt cho nó thôi, chứ mình cũng đâu có muốn là gọi là đỡ cho nó rồi nó chơi không còn cái nịt luôn á. Nói chung là thằng nào đã không chơi thì thôi, nhưng mà chơi rồi thì bỏ cái tính nghiện ngập với lại tính lòng tham đi, anh em chơi bình thường thôi anh em. Rồi thì mình cũng chốt lời chốt lãi luôn đây. Rồi thôi nghỉ luôn anh em. Ấy à, đang tính chốt là 3m nghỉ và cái kết nó thăm thăm cái thiệt. Ok anh em ơi, lên 450k chơi luôn này. Quải thiệt luôn á anh em à, tính chốt. Đó, kiểu nó lẻ một tí là mình lại ngứa máu và cái kết ra đảo luôn rồi. Éo tin được luôn anh em à, tính chốt 3m á. Nhưng mà lỡ tay, thôi lỡ chiến luôn chứ giờ sao anh em. Rồi, chiến luôn anh em ơi, khô máu với nó luôn. Phải thì đi luôn cũng chơi luôn anh em, sợ cái buồn què gì. Lên luôn bác tài. À dạ, không lên nổi rồi, không lên nổi rồi. Rồi thì lên có nổi hay không gì cũng bỏ vào cái random cái anh em, cho đỡ tí nữa lại quên. Ok nhá, thì mình cũng sao chép link và mình cũng bỏ vào cái trong này thôi. Hồi nãy gian húp rồi nha anh em, cái này là cái thứ ba rồi nha. Còn cái thiết bay hũ thì mình cũng có quay video và cái kết thì ngày mai mình mới random nha anh em. Rồi, chúc mừng bạn nào đã may mắn nè, húp được cái lọc Momo mình 20k nha. Ôi trời ơi, rồi xong luôn, lên 900k qua cái kết ra đảo luôn anh em à. Chỉ vì cái lỡ tay và cái kết không chốt được 3m và ra đảo luôn. Mình bị hoài rồi anh em à. Thôi nghỉ luôn nha anh em. Thì mình cũng chúc anh em may mắn và thành công. Hẹn anh em gặp lại những cái video sau nha. Còn anh em nào mà thích nhận code free chơi cái con game này á, thì đường link tải game mình có bỏ trong phần mô tả với lời dưới bình luận nha anh em. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và mình subscribe nha anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video sau nha.